cơn ác mộng của trẻ nhỏ cùng nỗi lo lắng của người lớn. Khi quá khứ đeo bám thực tại của viên cảnh sát đang bị ám ảnh bởi sự thật. Khao khát, chết chóc và sự ruồng bỏ. Hãy chứng kiến những điều không tưởng trong cuộc săn đuổi kỳ bí này qua bộ phim được mang tên Điều trị trên kênh Cinema World.